Hello hello, xin các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là NBH đây. Như các bạn có thể thấy, mình là một thằng đang không có trang phục mặc, đội cái nón giáp cộng 1, áo cộng 1 thế kia. Thì thảo nào đánh danh dạo này thua liên tiếp. Thì ở video này, mình với các bạn sẽ cùng nhau trải nghiệm bộ trang phục song ngư các bạn nhé. Đấy, cái bộ trang phục song ngư này thì mình với các bạn sẽ cùng nhau trải nghiệm. Thì mình sẽ mua nó về và test xem hiệu ứng của nó cũng như hình ảnh của nó khi vào game sẽ như thế nào. Và đây là bộ trang phục mới nhất hiện nay này. Thì để mua cả bộ này xem giá bao nhiêu nhỉ. Mình xem qua phát. Giá là 1068 hay bảo các bạn nhé. Đó là các bạn sẽ sở hữu được bộ trang phục song ngư này. Và đây là bộ trang phục song ngư của nam. Đó, xem qua nữ xem nào. Úi trời ơi, trang phục song ngư nữ nhìn đẹp thế. Nhìn kìa, em mặt sexy kìa. What the fuck, thanh niên này còn hở quần chip kìa. Phải không nhỉ? Mình là ngoài cái biệt tài chơi game ra là mình còn mang cả biệt tài là thánh soi nữa. Đúng không anh em có nhìn rõ không? What the fuck, ui quả vú nó nảy kìa. Vãi đấy. Tí nữa mình xem là có chuyển giới tí không nhỉ? Mình mua mẹ cái trang phục nữ giờ. Mua trang phục nam làm gì, xem trang phục nam nó không được đẹp đấy. Trang phục nam này thì cởi trần các thứ nhìn nó cũng ngầu đi. Nhưng mình thấy trang phục nữ nghe có vẻ là chất chơi người rơi hơn anh em ạ. Ui anh em thấy không? Đấy hở hết à, cứ nhìn cái vú kia nảy lên nảy xuống. Ôi thôi, chết rồi. Thế này đầu độc hết tâm hồn trong sáng của mọi người rồi. Chết rồi, Gatena làm quả này không ổn rồi. Tâm hồn mình sinh ra đã là trong sáng trong trắng rồi mà thế này đầu độc tâm hồn mình quá. Mình ngoan ngoan lắm. Mình ngoài biết lo cho gia đình này, ngoan ngoãn này, thì, kính trên nhường dưới này, đi ra đường gặp người khó giúp đỡ này, gặp trẻ em ít tuổi nghèo khó cũng giúp đỡ này. Nói chung là ngoài mấy cái đức tính tốt đấy ra mình chả được gì cả. Và đặc biệt là mình không biết là sách là gì đâu. Mình không biết mấy cái 18 cộng đâu. Bởi vì em chưa 18. Ok, trước khi mua trang phục đấy thì mình nhân tiện mình nhận luôn ở cái phần event nạp phát. Đây, nhiều anh em bảo là mình làm video này đây thì cũng nạp một củ rồi. Đấy, nhận qua đồ phát. Đây, xem cái dương này là gì đây. Dương này 3 ngày hôm nay mở, ngày nào cũng mở dương. Mở về được tàn 100 kim cương thôi. Nói chung là được đồ của Gazena thì cũng khô sương máu lắm. Đấy mà mình nói không sai, 100 kim cương thôi các bạn ạ. Nhìn mấy cái bác mở ra được tầm mấy nghìn kim cương mà lòng đau đơn đớn. Mấy bác mở mấy nghìn kim cương đấy thì đỡ hơn nạp tiền bao nhiêu đi. Quá là tuyệt vời. Rồi, nhận qua nào, có cái gì làm được không? Quay mấy cái này đi. Và nhiều bạn bảo mình làm mấy bé phong thần ấy, nhưng thật không có tiền. Tiền này là mình nhịn đói mất cả tuần nay giờ đi ăn xin kiếm tiền để cố gắng review bộ song ngư cho anh em coi đấy. Chứ bây giờ anh em bảo là làm về bé phong bé bạch hổ chứ nhỉ? Con bé bạch hổ thì mình không có tiền. Thì bạn nào có bé thì các bạn có thể inbox vào Facebook mình. Đấy, mình mượn mình làm video review cho các bạn coi. Ok. Nói chung qua một phút quảng cáo như vậy và bây giờ chúng ta sẽ vào xúc tiến trang phục nào. Mà xem ở phần quà hot này nó bán cái gì không. Túi cốt thép này, túi gà mafia này, túi hiệu. Cốt thép này ổn này, cốt thép này chơi không được này. Nhưng mà cốt thép nó cũng thiên hướng thủ giống ngoạn long mà mình có ngoạn long rồi nên mình chơi gì cốt thép nữa. Thôi vào trang phục của chúng ta đã. Mua nào. Mình nghĩ là nên mua cái mũ này không nhỉ. Mình thấy cái mũ này nó cũng không được đẹp cho lắm. Thay vào đấy đeo kính thiên sứ ngon hơn. Trước mắt là mình sẽ mua 3 món này trước đã. Đó, trước mắt làm 3 cái này cái. Đó, giá của 3 cái này là 730 hải bảo các bạn nhé. Làm cái nhẹ. Đó, tiền về liền. Rồi, bây giờ sẽ vào phần trang phục. Đây. Đó, cái mũ thì mình nghĩ là đeo... đeo cái nơ này cũng đẹp này. Công nghệ đi, tách mấy cái có ngày hoặc hết hạn này đi này. Tách quá hạn này, nhiều cái quá hạn quá trời. Mở được cái bộ vest là ngon. Mặt boy lạnh lùng cơ đấy. Mình cái này mình nghĩ là đeo mình cái này đẹp hơn này. Đeo cái hải cẩu kia nó không được đẹp cho lắm. Làm quả đeo hay đeo sừng, làm quả sừng số 8 của Hera.
Xem nào. Đúng rồi, đeo quả sừng này mình nghe cũng cái vẻ chất đấy. Đó, xem hôm qua về cái nón này, nón hải cẩu này. Đó. Và bộ trang phục này nó còn có 14 giờ để bán thôi các bạn nha. Các bạn nhìn số thời gian này, còn 14 giờ thôi. Nên em là tranh thủ nha, nếu mà muốn sở hữu. Nên là cái này không được, cái đầu món hải cẩu này mình thấy nó không đẹp lắm, nó cũng bình thường. Mình thấy đeo cái kia hợp hơn. Đúng không? Đấy, nó hải cẩu nó xấu, nó hải cẩu xấu lắm. Rồi, ok. Và bây giờ mình sẽ vào test cho các bạn xem nhá. Và mình sẽ test với con bet mà mình mới cái rượu hồi, đó chính là em Phong Thần. Ra trận nào. Nuôi dưỡng này, nuôi. Rồi, lên được 41 này. Bao giờ mới lên được 60 con này đây? Căng quá. Rồi. Làm Phong Thần chơi quả chế độ lầy anh em ạ. Nạp đạn. Rồi, có trang phục phải lực lên chứ. Đó. Bằng bảng ngọc chỉnh lại các thứ đầy đủ. Rồi, vào xin giáp là ngon rồi. Một tí nữa nhận sau đi. Rồi, chiến à. Ý, mặc trang phục vào nhìn nó ngầu hẳn. Mà mình thấy cái nón của cái trang phục này nó xấu. Nón đấy thì các bạn đeo cái sừng số 8 của Hera và nghe có vẻ ổn hơn. Đây gọi là đeo sừng Hera truy tìm Link 9 ghi. Rồi, chiến nào. Bây giờ tặng làm nhiệm vụ phát. Đấy anh em nhìn trang phục con gái đẹp nhờ. Đây này. Hở hết luôn, anh em xoay cái quần chip, tôi đảm bảo quần chip màu trắng và cái áo lót màu trắng luôn. Tôi soi áp phết đấy. Thánh soi mà. Rồi, trận này gặp buồn của anh rồi. Hai tay anh ôm xương rồng rất đau, vãi đái. Đúng thật. Buồn của anh đi kết hợp với ấy anh em ạ. Buồn của anh đi kết hợp với là ở xương rồng thì khó chịu rồi. Hai tay anh ôm xương rồng rất đau. Nó ném phát mình kéo vài ca máu đấy. Úi dồi ôi, 45k được chiến luôn. Mẹ, ném quả vào mồm thì có mà lệch mỏ. Mẹ, mình bị hấp dâm rồi. Trên là pháo, pháo mình 39k. May ném được xuyên giáp thì ngon. Ui, may ngon, sượt rồi. Và sau phải bật giáp gấp. Phong Thần mình cứ từ từ để đấy đã. Không nên dùng vội và vàng, mặc vấp phải đá, mặc quang phải răng. Phong Thần chắc là mình không dùng được vào bạn xương rồng có thủ thần đâu, bởi vì nó lại chuyển đổi bút xấu thành máu phí đó. Ôi, phá giáp này, tuyệt vời. Nói chung là thế là tuyệt vời rồi, đam luôn đi, không sợ mất tơn đâu. Nói chung là vì vũ khí báo tên là lượng tốc độ cực kỳ cao mà đam được thì cứ đam thôi. Mà phá giáp phát sau mà nó thủ thần hồi máu kết hợp với hồi máu nữa thì lượng máu tăng lên khá là cao. Cũng khó khăn đấy. Bay á, bay của này mình có Phong Thần. À thôi, từ Phong Thần kết hợp với nạp anh em ạ. Combo huyền thoại. Đó, nhìn tí nữa phải đợi bâu mới rõ trang phục được đây. Và sâu trang phục cho anh em coi. Đó, rất là ngầu luôn, hai quả sừng đặc trưng nổi trội. Ăn lắm vậy. Máu miếc các thứ, làm quả phá giáp nữa xem nào. Phát sau mình phải cố bắn vì mình đủ hai cái nội tại rồi. Cố bắn chúng để được thêm cái giáp. Khó đây. Chắc là bắn buồn của anh thôi. Ồ, thanh tẩy mình kìa. À không, chắc thanh tẩy pháo. Hay để mình làm gì, chắc thân kịp pháo rồi. Pháo dễ ném hơn. Rồi, bạn pháo của mình chính thức vắt áo ra đi rồi. Đấy mà cướp tơn làm sao được của bạn tên, và tên tốc cao lắm. Ồ, bắn chúng là tạo cái lớp giáp ảo nào. Rồi, may quá, có giáp rồi. Tơn sau mình bay lên. Chứ sợ tí nữa, chứ vừa nãy mà mình không bay lên là mình mất không cái giáp mà. Được hai cái nội tại rồi, cố gắng tích đủ 3 dấu. Ra đi rồi. Chính thức ra đi, ô vẫn sống này.
Ôi, bâu, bâu, bâu. Ôi, thủ thần luôn. Ném thường đi, phá giáp. Không, phá giáp đi. Thủy thần nhá, thủy thần hồi máu chứ. Xong ném ở kia, đóng băng này, lại ngọt. Rồi, bây giờ mình chính thức là bay thôi. Bay bay lên đây rồi dậy bắn. Rồi. Đó, thủy thần trong bộ ba thủy và thổ ấy thì trong thủy thần là các bạn có khả năng chủ động hơn, không cần phải dính hiệu ứng hay là đợi chờ gì hết. Các bạn có thể lực là các bạn hồi thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ đam. Ồ, mất luôn rồi á, sao nhanh thế? Mẹ, làm cái giáp gấp nó đột tử nó bắn chết. Ôi, đóng băng kìa. Nhọ vãi trời ơi. Mẹ. Mẹ. Còn nữ thần tuyết xịn rồi, hàng Mỹ quốc tế rồi. Mất tơn nhiều quá. Chắc là sau chơi lầy rồi anh em à. Lầy. Bay mình nú xong mình nạp. Chơi lầy là mình win được. Mất tơn nhiều quá rồi. Ui. Quái. Lắm máu vãi thật. Đồng bọn mình nhà bán máu rồi. Nhà chuyên gia bán tích canh rồi. Máu nhiều quá. Thôi mình cũng chuồn thôi. Chuồn vào đây rồi nạp anh em ạ. Không, nó bâu cái dẫn dắt cái là chết đấy. Chơi lầy thôi, bây giờ chơi lầy. Mà mình đang phân vân là cái báo tên này. À, nó có chiêu cuối báo tên dưới 40% máu là à, mình chiêu cuối xong mình bấm phong thần có được không nhỉ? Mẹ, chưa kịp làm gì. Yếu giấy quá trời, núp rồi mà vẫn bị chôn sống anh em ạ, khổ quá. Ra đi rồi. Ui giời ơi, xương rồng vào chế độ tử chiến rồi, nó ném cho thì sấp mặt. Mà trận đấy kể cũng khó đi. Quả đấy bay đi đâu. Quả đấy mà bay không bay đường đấy bắn cũng chết mà. Vì quả đấy tem bạn đam thường mình đam thêm hạt nhân thì quả đấy chạy đâu. Nú, bây giờ này phải nú rồi. Mà hạt nhân đạn nó to thế kia thì nú đi bằng mắt. À, bò xuống chui và tít sang góc bên kia may ra. Đấy các bạn nhìn đâu, trang phục kìa. Rất ngầu luôn, đây là trang phục của nam tính nhá. Còn trang phục của con gái mới đẹp. Không biết bao giờ ra trang phục sư tử nhỉ. Mình cung sư tử mà, mình sinh vào tháng 8. Ra trang phục và sư tử để làm phát. Đấy. Mình mang báo tên là để lấy cái tốc độ cao của báo tên các bạn. Tốc độ cao của báo tên lấy cái nạp đạn kết hợp với phong thần cho nó nhanh. Đỡ mất tên, chứ cầm pháo hoặc là mấy cái kia tốc nó thấp quá. Lâu thế nhỉ? Ủa anh em đi ngủ hết rồi à? Giờ mới là 10 giờ sáng mà. Rồi. Gặp gì đây? MF Mon à. Rồi, báo tên luôn. Không phải, thông cống à? Ô, trận này gặp thông cống này. Chết, trận này là khó rồi.
ăn quả cầm chân cái map này nó đào nó sấp mặt luôn. Giữ lại cái phong thần anh em ạ, đợi tem địch bay đến thì lúc đấy thì mình sẽ bắn bay thôi, bởi vì ngoài cái cây sát thương và cấm chữa trị ra thì phong thần kèm cả thêm hiệu ứng nó chính là bắn bay nữa. Nè, bây giờ mình bay lên kia thì kiểu gì bị bắn bay xuống mà khó nhỉ. Đây đồng bọn mình sẽ là người hy sinh trước. Bay đấy à, đào cho cả hai đứa chung hố huyệt giờ. Nhưng mà phong thần mà ném bạn ở dưới thì khá phí, vì có tổ thần chuyển hóa hiệu ứng bút xấu thành máu. Rồi, bạn đấy dùng tổ thần rồi anh em ơi. Thế thì phát sau là mình sẽ nạp thôi, không cần phải giáp ba tia đâu. Từ mình bò núp sau cái mũ của thằng thề. Đào ấy, ừ, nó đào cả 2 giờ. Làm cái nạp nhẹ. Phát sau mình làm cho quả phong thần vỡ mồm luôn này, cấm hồi máu luôn này. Là dồn đan giết thông công ở dưới trước. Nhưng mà sợ nó thanh tẩy thôi. Tại mà thanh tẩy thì mình cũng ném ấy thôi, ném khô máu. Chết rồi, quả này nó xuống. Đây là nó đào rồi. Đào góc thấp. Ôi. Bay, có bay không nhỉ? Không có bay, thế mới khổ chứ. Rồi, bắn bay à? Bay đâu cũng dính phát này, bởi vì cái phong đạn của phong thần là ném xuyên địa hình mà. Bạn này chắc không biết, bạn này chắc tưởng mình bâu để né, nhưng mà bạn này tính toán sai rồi. Quả này mình ném cho nhấc đít luôn. Đây, đứng đây thì, ui dồi ôi, quả này thì nhấc đít luôn. Nhấc đít. Ui kháng tính vai đây. Người ta nói rồi, đúng là đen thôi, đỏ quên đi. Kháng tính kìa. Ui 27,7% kháng ứng cơ. Thôi, sau may quá cũng làm được cái combo, đó chính là nạp đạn kết hợp với phong thần. Xong bây giờ mình sẽ chính thức dắt áo ra đi. Ô, vẫn chưa chết. Phải hai người kết hợp xong, kết hợp đào rồi. Rồi quả này thì ra đi thực sự rồi. Mong đào đồng đội mình, đừng đào mình. Để phát sau mình bâu cái nhẹ nào. Ôi rồi, đào mình rồi. Chính thức rồi, ra đi rồi. Đồng đội mình ném thường cái phát thêm cướp tơn là xem tốc này. Ôi 31k được chiến thì không cướp một tơn rồi. Chiến thấp quá, búp giáp làm gì? Búp giáp là để mất tơn đấy. Trận đầu thì gặp hai cái xương rồng, trận này thì gặp hai thông cống nhỏ vãi. Trận đầu thì còn có pháo phá giáp và pháo được chiến cũng khá là cao, còn trận này thì được chiến của bạn tủ lạnh này có 31k thì đánh đấm gì mà nhặt lại còn nhặt đồ này. Các bạn nhìn này, hai cái dẫn dắt rồi, chẳng nhẽ cái này nhặt thêm một dẫn dắt nữa đi. Đây búp lên cho bạn đấy, vứt dẫn dắt đi. Chọn đâu, ném sượt góc, không có góc rồi. Vâng, và sau một hồi quyết định là đồng đội mình là chơi kiểu là ném thẳng
Đau đầu quá. Rồi, chết trước khi chôn luôn, không có mộ luôn. À, mình rơi hố à, bạn ấy vẫn còn bia mộ, mình còn mất cả bia chứ. Vẫn bạn ấy, người ta người thân vẫn gọi là xác nhận được danh tính, đó chính là tài bất bại. Còn mình thì mất cả bia mộ rồi, không thể xác định được danh tính rồi. Rồi ok. Vậy là ở video này mình đã cùng các bạn trải nghiệm qua là test bộ trang phục song ngư, bộ trang phục mới nhất hiện nay cho các bạn tham khảo nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Bye bye.